Mến chào quý khán giả đang theo dõi video trên kênh Triết Lý Nhân Sinh, nơi lan tỏa những giá trị sống tích cực đến mọi người. Bạn thân mến, trong gia đình, phụ nữ thường là tay hòm chìa khóa. Một trong những yếu tố để đánh giá một người phụ nữ có đảm việc nhà hay không là xem họ có làm tốt nhiệm vụ giữ tiền, hạn chế tiêu pha của chồng và gia đình hay không. Bởi lẽ, có những phụ nữ mà khi tiền bạc đã rơi vào tay họ thì một đi không trở lại. Họ dùng tiền đó để thỏa mãn nhu cầu cá nhân hơn là việc lo cho tương lai của chồng con. Đó là điều đàn ông phải cân nhắc kỹ trước khi quyết định có nên cưới cô ấy hay không. Bởi vì phụ nữ không biết giữ tiền thì trước sau gì gia đình cũng tán ra bại sản. Về già sẽ sống trong cảnh túng thiếu. Là người đàn ông thông minh, bạn nên ngừa trước việc này qua việc có nên giao tiền cho người phụ nữ có những nét tướng dưới đây giữ không. 8 nét tướng của người phụ nữ tiêu tiền như phá. 1. Miệng suy hỏa. Miệng suy hỏa hay còn gọi là miệng thổi lửa. Kiểu miệng này có đặc điểm là hai môi hơi trề, không khép chặt vào nhau và thậm chí còn lộ răng. Phụ nữ có tướng miệng này thường nói nhiều, khó giữ bí mật cho gia đình và khó kiềm chế được cảm xúc. Cuộc sống của họ vất vả và không giữ được tiền. Dù chồng có kiếm được nhiều tiền thì vào tay phụ nữ có tướng này cũng thường tiêu tán hết. Do đó trong gia đình, người đàn ông nên nắm tài chính thì hơn là giao cho họ. 2. Mũi hếch. Tướng mũi này ở phụ nữ không được tốt trong chuyện giữ gìn tiền của cho gia đình. Phụ nữ mũi hếch được cho là yểu tướng, vận mệnh không suôn sẻ. Phụ nữ sở hữu tướng mũi này, họ thường tiêu tiền không tiếc tay, hay vung tay quá chán, thích tụ tập và thích mua sắm ngay cả những thứ không cần thiết cho bản thân. Các cuộc vui và những mối quan hệ được phụ nữ có tướng mũi này đứng ra tổ chức và chi trả nhiều hơn cả. Cho nên, đàn ông hãy cẩn thận khi quyết định giao tiền tài cho họ quản lý. 3. Gò má quá thấp. Nhiều người cho rằng gò má cao không tốt vì nhìn hung dữ và có tướng sát chồng. Tuy nhiên, chỉ cần gò má không quá cao, chèn ép mũi là được. Còn việc sở hữu một gò má quá thấp lại đại diện cho khả năng tài chính bị chèn ép và hạn chế. Người phụ nữ có gò má quá thấp, khó tích lũy được của cải, thậm chí đến tuổi trung niên vẫn gặp khó khăn. 4. Lông mày đứt quãng, sợi thô và quá nhỏ hay ngả vàng. Phụ nữ có tướng lông mày quá ngắn, dài, không tới đuôi và còn bị đứt quãng là tướng nghèo khổ, không giữ được của cải vật chất trong gia đình. Lông mày thô và thưa là tướng phá tài, dễ túng quẫn và càng về già càng khổ. Sợi lông mày nhỏ và ngả vàng chứng tỏ người này hay bị tán tài ngoài tầm tay, tiền bạc bị mất mát mà không rõ nguyên nhân. 5. Răng thưa thớt không đều nhau. Tướng răng đều đẹp là người kiểm soát tài chính rất giỏi, không bao giờ tiêu hoang dù chỉ một lần. Ngược lại, người có hàm răng thưa thớt, răng nhiều kẽ hở thì thường xuyên rơi vào cảnh cháy túi. Phụ nữ có tướng răng này thường thích gì mua nấy, không cần suy nghĩ. Cứ như thế thì dẫu có tiền núi cũng hết. Đàn ông nên cẩn thận khi giao quyền giữ tiền cho họ. 6. Tai không có giái tai. Giái tai thường đại diện cho phúc khí, lòng biết ơn, tiền tài. Phụ nữ không có giái tai thường không biết cách tiết kiệm, tức kiếm được bao nhiêu tiêu bấy nhiêu. Thích mua gì là mua ngay mà không cần biết mua về để làm gì. Khi hứng thú nổi lên, họ tiêu xài bạt mạng. Vì lẽ đó, họ có thể vung ra hàng đống tiền mà không mảy may do dự. 7. Tướng phụ nữ có răng khểnh, cười hở lợi. Trong tử vi học, những người sở hữu một tướng răng vẩu, cười hở lợi, nhìn về thẩm mỹ không đẹp mắt. Bởi theo phong thủy, hàm những người sở hữu tướng răng này thường gặp khá nhiều sóng gió, vất vả và thất bại lúc trẻ thời. Hậu vận có phần đỡ hơn
nhưng cũng lao đao mọi bề. Vì vậy, nếu bạn lấy phải người phụ nữ này thì trong nhà chẳng bao giờ có tiền bạc. Đặc biệt, nếu một người phụ nữ có thêm răng khểnh, phụ nữ có răng khểnh đều có tâm lý và tính cách mạnh mẽ, đặc biệt thích tranh đua so sánh. Những người phụ nữ này thường tiêu tiền hoang phí, sống theo bản năng nên khó lòng giữ lại được tiền bạc trong nhà. Bạn thân mến, đàn ông một khi có thể tìm đúng người phụ nữ cho mình, quãng thời gian nỗ lực phấn đấu để đạt tới thành công có thể giảm đi đáng kể. Chớ vội cho rằng nói như vậy là thiếu căn cứ, vì trên thực tế quan điểm này chẳng hề sai. Đàn ông giàu vì bạn, sang vì vợ. Đằng sau thành công của một người đàn ông luôn có bóng sáng của một người phụ nữ. Sau lưng mỗi người đàn ông, nếu như có một người phụ nữ cùng thuyền, vượt qua sóng gió, đồng cam cộng khổ, ủng hộ anh ta đến cùng, hẳn anh ta sẽ có thêm nghị lực kiên cường để phát triển sự nghiệp. Còn nếu không tìm kiếm được một người như thế, khi người đàn ông vừa đặt chân đến bờ thành công, người phụ nữ của anh ta có thể thay lòng đổi dạ, không chỉ lấy đi tài sản mà còn làm tổn thương sâu sắc tình cảm của anh ta. Thử hỏi khi đó, người đàn ông ấy phải mất bao nhiêu năm nữa để đưa tất cả về trật tự và bắt đầu lại từ đầu. Hoặc trong những tình huống khác, những rắc rối với người phụ nữ của mình cũng khiến đàn ông khó có thể toàn tâm toàn ý lo cho cuộc sống, sự nghiệp. Thế nên, việc lựa chọn một người phụ nữ cho mình ngay từ đầu đã góp một phần quyết định ít nhiều đến thành công của người đàn ông sau này. Cũng chính bởi vậy, ngoài việc nên tránh phụ nữ tiêu pha tiền quá chán và không biết cách quản lý tài chính, thì sau đây là 7 kiểu phụ nữ đàn ông nên tránh. 1. Những người nói năng thô lỗ, bù lu bù loa, tùy tiện phán đoán người khác. Có người nói rằng phụ nữ thích kêu ca, bù lu bù loa là một loại bệnh, vừa khiến người khác ghét, vừa bị xem là thứ bệnh truyền nhiễm, người người lánh xa. Với những người như vậy, việc gì cũng không hợp ý họ, và đó chính là lý do để họ than phiền, kêu ca. Một người đàn ông khi ở cùng một phụ nữ như vậy, anh ta có thể giải tỏa phiền muộn, nhưng không thể chữa khỏi căn bệnh cố hữu, mãn tính mang tên kêu ca, than vãn của cô ta. Nói nhiều, nói lắm đã đành. Đáng sợ hơn là những lời nói thô tục cứ thế tuôn ra không ngớt, hẳn chẳng ai có thể chịu đựng cho được. 2. Những người tham lam. Đối với những người phụ nữ tôn thờ tiền bạc, hẳn sẽ rất khó để họ yêu một anh chàng nghèo, bởi tình yêu của họ đầu tiên được xây dựng trên sự thỏa mãn về vật chất. Họ biết cách tiêu tiền của đàn ông, và việc đó dễ hơn cả việc tự tiêu tiền của mình. Tiền bạc là điều kiện quyết định đến việc cô ta có qua lại với một người đàn ông nào đó hay không. Kỳ vọng của một phụ nữ như thế này, đồng cam cộng khổ, đó là điều quá ấu trĩ. Ngày nào đó, người đàn ông hết tiền cũng là ngày anh ta bị người phụ nữ này bỏ rơi. Với những người phụ nữ xem tiền bạc, vật chất là trên hết, thì họ sẽ ở bên cạnh một người đàn ông cho đến khi túi tiền của anh ta cạn. Chẳng có gì đảm bảo chắc chắn rằng bạn tiêu cả đời cũng không bao giờ hết tiền. Thế nên, thay vì để cô ta rũ bỏ bạn, chẳng bằng tránh xa đối tượng này ngay từ đầu. 3. Những người có quá nhiều tâm kế. Đàn ông khi đối diện với phụ nữ miệng nam mô, bụng một bồ sao găm, dù có kiên cường, khoan dung, độ lượng đến đâu, cũng khó có thể chấp nhận cho được. Đàn ông không nên yêu phụ nữ tâm như giấy trắng, mà đương nhiên càng không nên yêu những người tâm địa hiểm ác, khẩu Phật tâm xà. Không ai quy định phụ nữ phải nên thế nào, không nên thế nào, nhưng với những người phụ nữ mang nặng tâm kế, có lẽ chỉ có loài muỗi mới tình nguyện về đội của họ, bởi cả hai nhóm đối tượng này đều có sở thích là hút máu và chiếm đoạt của người khác.
4. Những người phụ nữ phong lưu. Có người nói anh ta không sợ phụ nữ phong lưu. Thậm chí có người nói những người như vậy họ càng thích. Song những người đàn ông như vậy, hoặc họ nói dối, hoặc họ có khuynh hướng thích chịu đựng sự ô nhục. Với những người phụ nữ phong lưu, trong từ điển yêu đương của họ không có hai từ duy nhất. Nếu xinh đẹp, cô ta sẽ dùng vũ khí đó để mê hoặc đàn ông khác. Những người phụ nữ thuộc tuýp này rất giỏi giang trong việc lấy được những thứ mình cần từ những người đàn ông khác nhau, đồng thời rất khôn ngoan trong việc làm cho họ thấy họ là người cô ta yêu nhất. Lấy vài người vợ như thế này, chắc chắn bạn sẽ bị cắm rất nhiều sừng trong nửa quãng đời còn lại. 5. Những người không hiểu chuyện, không biết điều. Từng có người nói, có thể chấp nhận những cô gái không xinh, không ăn vặt, nhưng tuyệt đối không chịu đựng được những phụ nữ không nói chuyện nguyên tắc. Những người không hiểu chuyện có thể sẽ yêu cầu người đàn ông của mình dẫn đi mua trang sức dù anh ta đang trên đường đi họp, và lý do cô ta đưa ra là muốn thử xem anh có thật lòng với em hay không. Những người không hiểu chuyện trước mặt bạn bè, gia đình, người đàn ông của mình mà mặt nặng mày nhẹ khiến cho anh ta khó xử và mọi người cùng cảm thấy mất tự nhiên. Thế nên những phụ nữ không biết điều này chính là những người không đáng yêu, không thể yêu và khó giữ mối quan hệ vợ chồng bền vững được. 6. Không biết nhẫn nhường, cá tính quá mạnh. Những người không biết nhẫn nhường sẽ không chịu thua trong mọi trường hợp, mọi tình huống trong cuộc sống, dù đúng hay sai. Và tính cách này chỉ gây khó chịu cho những người ở gần họ, cho đến khi chẳng ai có thể chịu đựng được vì quá ngột ngạt. Trong mắt những người phụ nữ cá tính quá mạnh, đàn ông cơ bản chẳng là thứ gì tốt đẹp, vì thế nên chẳng thể làm vừa mắt họ. Với những người phụ nữ như thế này, đừng quá kỳ vọng họ sẽ phục tùng, nghe theo sự bàn bạc hay kế hoạch của chồng. 7. Những người tự coi mình là nhất. Trong cuộc sống, vẫn có những người phụ nữ luôn cứng nhắc đến tiêu cực, cho mình là đúng, là trung tâm của mọi chuyện, sẵn sàng gạt những người khác ra ngoài. Và tất nhiên, không nhiều đàn ông có thể chịu đựng được điều đó, trừ khi họ có thái độ hoàn toàn khác nhau trong công việc và trong cuộc sống gia đình. Một khi cuộc sống gia đình rơi vào cảnh cơm không lành, canh không ngọt, sẽ thật khó để có được sự đồng thuận tuyệt đối, để thuận vợ thuận chồng, tát biển đông cũng cạn. Quý thính giả thân mến, qua video này, chúng tôi hy vọng bạn sẽ biết người phụ nữ nào nên lánh xa và người phụ nữ nào xứng đáng để đồng hành cùng bạn hết quãng đường còn lại. Đến đây thì thời lượng của Triết Lý Nhân Sinh cũng xin được tạm dừng. Chúng tôi xin kính chào và hẹn gặp lại.